19 sự thật về đầu tư chứng khoán, bạn thấy chứng khoán thật tuyệt diệu. Mình cũng thấy nó tuyệt diệu, nhưng đây là những sự thật về đầu tư chứng khoán, điều mà không nhiều người biết. Để thành công, bạn nên biết và hiểu về nó, sự thật về đầu tư chứng khoán. một Buffett từng nói, hãy tham lam khi người khác sợ hãi, nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Liệu có mấy người tham lam, khi đa gần như toàn thể nhà đầu tư sợ hãi, ai đã từng ở vào thời kỳ giá giàu? Bầu Kiên, năm 2011, giàn khoan Trung Quốc sẽ hiểu được tham lam giai đoạn này là không dễ. Hãy bạn trải qua những con đao chen mạnh bạn sẽ hiểu. Hai. Một công ty tốt không có nghĩa một cổ phiếu công ty đó đáng để đầu tư. FPT luôn là công ty tốt nhưng giá đã có thời kỳ 2007. 2008, giảm 90%. Ba. Năm nào thị trường cũng có ít nhất một con sóng lớn, và nếu tính 10 năm thì ít nhất sẽ có một con sóng khủng long vì vậy chỉ cần canh me ăn một con sóng một năm là đủ, không cần lướt lát nhiều. Từ 2000, khi thị trường thành lập gần 20 năm, thị trường có năm con sóng khủng long tăng hơn 100%, là có một con sóng siêu đại khủng long 20064. Nhiều chuyên gia chứng khoán thường xuyên dự báo sai nhưng vẫn kiếm được rất nhiều tiền phí tư vấn từ nhà đầu tư năm. Những nhà đầu tư vĩ đại trên thế giới cũng không thể có được xuất sinh lời vài trăm phần trăm hàng năm với nhiều người, đầu tư chứng khoán lời 30% là bình thường. Chẳng có gì là cao thủ. Nhưng nếu bạn duy trì ổn định xuất sinh lời 30% đến hết đời thì đứng ngang hàng với Warren Buffett, lãi 30% một năm. Nếu 25 tuổi bạn bỏ vào 500 triệu, thì 75 tuổi bạn sẽ có 250.000 tỷ. Bạn giàu hơn cả vượng Vingroup, 6 bạn càng cảm thấy chắc chắn về một phi vụ đầu tư nào đó bạn càng dễ thất bại và thua lỗ hầu hết nhà đầu tư có thể thắng nhiều phi vụ nhỏ nhưng lại thua ở phi vụ mình chắc thắng nhất số tiền mất đi rất nhiều bảy các nhà phân tích hay kể với bạn về những sai lầm của anh ấy là những người mà bạn nên nghe theo hãy tránh những người không nói tí gì về sai lầm của mình ngay cả buffett cũng không hoàn hảo nên đừng tin ai là chẳng có sai lầm và cho mình luôn đúng tám sẽ có khoảng 7 đến 10 cuộc suy thoái trong 50 năm sắp tới. Đừng tỏ ra quá bất ngờ khi nó xảy ra, khi thủy chiều xuống mới biết ai tắm chuồng, mới biết nhà đầu tư nào là chân tài thực học. 9, 30 năm trước bản tin tài chính chỉ kéo dài một tiếng trên tivi. Bây giờ nó kéo dài khoảng 18 tiếng. Lượng tin tức hữu ích không tăng lên, trong khi quá nhiều những tin làm lãng phí thời gian của người xem, hầu hết tin tức bạn đọc đều chẳng mang lại cho bạn giá trị gì, trừ sự mệt mỏi thị trường càng ít hiệu quả do nhà đầu tư thiếu kiến thức nhiều thì càng dễ ngon ăn. Thực ra nhà đầu tư cá nhân đầu tư ở Việt Nam dễ ăn hơn ở Mỹ. Bạn có thể đọc thêm bài nên đầu tư chứng khoán ở Việt Nam hay quốc tế. 11. Một người xuất hiện trên TV càng nhiều, dự đoán của người đó càng ít có khả năng trở thành hiện thực. Nhà tâm lý học Phil Tetlock của trường UC Berkeley đã có nghiên cứu và chứng minh điều. Đọc thêm bài về dự báo thị trường. 12 số 5 kinh nghiệm có một phần manager không đảm bảo thành công trong thị trường chứng khoán. Họ có thể thất bại trong suốt sự nghiệp đầu tư, kinh nghiệm không đồng nghĩa với chiến thắng 13. Nhà đầu tư nhỏ lẻ không nên đầu tư vào cổ phiếu IPO bạn có quá ít thông tin về chúng. Ngược lại người bán cổ phiếu IPO có nhiều thông tin hơn bạn rất nhiều hãy suy nghĩ về điều đó đợi ít nhất một khoảng thời gian sau IPO bạn hãy nghĩ đến vấn đề mua nó. Còn không? Khả năng thua lỗ cao hơn rất nhiều, 14 cụm từ suy thoái kép được tìm kiếm khoảng 10,8 triệu lần vào năm 2010 và 2011 theo Google. Nhưng điều đó đã không xuất hiện. Tuy nhiên, hầu như không có đề cập nào về khủng hoảng tài chính ở năm 2006 và 2007. Nhưng điều đó đã xảy ra, chứng khoán thường đi ngược lại với điều mà ta lo lắng hay suy nghĩ. Nó sụp đổ lúc ta lạc quan nhất và đi lên khi ta cảm thấy bi quan nhất, 15. Đa số các nhà đầu tư đến giờ vẫn không biết được rằng các cố vấn tài chính như môi giới quản lý quỹ thường không coi trọng lợi ích của bạn. Họ quan tâm đến tiền phí quản lý bạn đóng cho họ hơn, có rất nhiều loại phí quỹ, phí bán, phí mua, phí tài sản, phí dựa trên lợi nhuận, thuế lợi nhuận, phí môi rời. Hãy chọn nơi lợi ích của quản lý quỹ trói chặt vào lợi ích của bạn. 16. Diễn biến thị trường trong ngắn hạn thường là những thay đổi ngẫu nhiên, khó đoán trước được cố gắng giải thích những chuyện xảy ra trên thị trường trong ngắn hạn cũng giống như cố gắng giải thích kết quả sổ số. Việc đầu tư T chỉ làm giàu cho công ty chứng khoán thôi. Không tin bạn cứ thử, 17. Nếu bạn vay ngân hàng để đầu tư vào một cái gì đấy, dừng lại đi, bạn đọc bài về cách sử dụng đồn bẩy từ AZ, bạn sẽ thấy rủi ro cao không đồng nghĩa với lợi nhuận cao. 18. Matthew Whitman nói về thông tin, các biến số quan trọng thường không nhiều hơn 3 hay 4. Những thứ còn lại đều không quan trọng, những yếu tố quan trọng quyết định đến sự tăng giảm giá cổ phiếu không nhiều. Bạn chỉ cần hiểu được yếu tố nào thì bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường chứng khoán. 19. Chơi chứng khoán rất đơn giản nhưng không dễ dàng, bằng dấu lớn hầu hết nhà đầu tư đều vướng vào những cái bẫy phức tạp do chính bản thân mình gây ra, để suy nghĩ đơn giản không dễ. Điều này khiến cho đầu tư không dễ dàng. Levi, Peter Lin đều cho chứng khoán chỉ cần kiến thức tiểu học có thể thành công. Bạn đang dùng kiến thức lớp mấy? Trên đây là những chia sẻ 19 sự thật về đầu tư chứng khoán mà các bạn không nên bỏ qua. Hy vọng những chia sẻ của đầu tư là gì sẽ giúp các bạn trong thị trường chứng khoán Việt Nam. Để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Chúc các bạn đầu tư thành công.